Chào các bạn, xin giới thiệu đây là một chiếc tuabin gió cực mạnh. Đây nữa cũng là một chiếc tuabin gió cực mạnh. Nào chúng ta cùng quay nhá. Khi quay thế này thì cánh quạt sẽ quay và sẽ tạo ra gió rất là mát. Chúng ta thử xem là sức mạnh của nó đến đâu nha. Chúng ta thử xem nào như đây. Tuabin của mình đang quay và làm gió, tạo ra gió để tuabin phát quay cùng. Nào vừa thử quay thật mạnh thôi nha. 1, 2, 3. Quay nhanh, quay nhanh, nhanh, nhanh. Quay nhanh dần nào, mạnh nào. Làm tuabin kia gần đổ rồi. Nào, đổ nha. Ra. Đang quay gió mạnh đến nỗi có thể thổi đẩy cả một tuabin kia bay được. Đi, mà tuabin đã bị đổ rồi. Nào, để lần nữa xem nào. Với lượt tuabin này đổi ra tuabin kia. Quay nha. Thử xem tuabin có thử đẩy ra cái máy cẩu này không nha. Tuabin rất là mạnh, không đẩy được máy cẩu, không đẩy được máy ủi của nó rất nặng. Nào xem em bé nào, quạt em bé nha. Nào thế bây giờ em bé lái máy ủi có vất không? Em bé lái máy ủi rất là nắng nha. Hôm nay trời nắng rất là nóng lắm nhá, toát hết mồ hôi rồi nhỉ. Từ quạt cho em bé nhá. Bây giờ lấy tuabin quạt cho em bé nhá. Ui mát quá, thích quá. Quạt đằng trước, thích quá. Quạt nữa đi, mát quá. Quạt đằng sau. Qua chà. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy, nào. Mát đấy. Nào, bây giờ máy xúc nào. Máy xúc đứng đây để quạt mát nhá. Đấy, chú lái máy xúc đi này. Đây, chú lái máy xúc này. Chú công nhân lái máy xúc mặc áo màu xanh đấy, đội mũ màu xanh đấy. Chà. Lái máy xúc trong cabin mùa hè này thì nóng lắm đấy. Chú công nhân đã toát hết mồ hôi rồi. Nào, giờ thì chúng ta quạt cho chú công nhân nha. Thích quá, mát quá. Nào, quạt nào, mát quá. Thích quá. Nào, quạt từ trên xuống cho chú công nhân nha. Thích quá. Chú công nhân thế đỡ nóng chưa? Giá mồ hôi rồi đó, nó rất mát đấy nha. Nào đứng đây xếp hàng lại để quạt cho cả hai cùng một lúc nào. Đó. Nào hai cái cùng quạt, hai cái. Đấy. Cả em bé lái máy ủi lẫn chú công nhân đều được mát rồi đi nha. Nào quạt nào. Mặt quá.
Xin cảm ơn bạn Tin Gió nha, xin cảm ơn bạn nha, bạn đã làm cho em bé lắng nghe chủ nhà và khi công nhân lắng nghe xúc đều được mát, đỡ nóng trong mùa hè rồi, cảm ơn nha. Ô, không có gì, tớ là quạt mát cho mọi người mà. Rồi, bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha.